Những ngày qua vẫn liên tục ghi nhận những vụ đuối nước thương tâm. Và trong đó chỉ riêng 2 ngày đầu tiên của tháng 5 thì cũng đã có nhiều vụ nghiêm trọng xảy ra. Vâng, chiều qua ngày 2 tháng 5, một học sinh lớp 3 ở Bình Phước trốn mẹ đi tắm với hai bạn cùng xóm đã bị đuối nước tại lòng hồ thủy điện Thác Mơ. Trước đó vào chiều ngày 1 tháng 5 tại huyện Bù Đăng của tỉnh Bình Phước, 5 em học sinh bị rơi vào vùng nước xoáy. Chỉ có một người trong số đó là được cứu, thi thể của 4 em còn lại được tìm thấy sau đó. Và cũng trong chiều tối ngày 1 tháng 5 tại tỉnh Bình Định thì 3 thiếu niên rủ nhau đi tắm tại bãi biển Thiện Chánh, thị xã Hoài Nhơn cũng không may bị đuối nước. Và cũng trong ngày này tại Bình Thuận xảy ra liên tiếp 2 vụ đuối nước khiến 2 em thiệt mạng, 1 em bị nước cuốn trôi mất tích. Tại thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk, 2 em học sinh tiểu học cũng đã thiệt mạng do đuối nước ở hồ gần nhà. Thưa quý vị, hôm qua Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện về tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Công điện nêu rõ, thời gian gần đây các vụ đuối nước gây tử vong cho nhiều trẻ em vẫn còn thường xuyên xảy ra và ở mức cao ở một số địa phương. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác này và bảo đảm an toàn cho trẻ em, nhất là trong mùa hè, mùa mưa bão sắp tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về phòng chống đuối nước cho trẻ em. Trong đó tiếp tục thực hiện nghiêm túc quyết định số 1248 ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 và chỉ thị số 23 ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em. Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện tại các địa phương, thường xuyên rà soát, đề xuất kịp thời các cơ chế chính sách, các biện pháp hiệu quả công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm triển khai hướng dẫn việc phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước tới từng trường học, lớp học, từng học sinh, đặc biệt là trước mỗi kỳ nghỉ hè. Đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn trong trường học, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức về phòng chống đuối nước, đẩy mạnh phối hợp giữa nhà trường với gia đình để quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè, hướng dẫn các địa phương về việc tổ chức học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi và việc hỗ trợ giảm giá vé, chi phí cho trẻ em. Thủ tướng giao Bộ Y tế chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh trong việc thực hiện sơ cứu, cấp cứu, điều trị, vận chuyển cấp cứu cho trẻ em bị đuối nước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm triển khai hướng dẫn việc xây dựng, bảo dưỡng hệ thống bể bơi tại các thiết chế thể dục thể thao và khuyến khích các cơ sở dịch vụ thể thao, du lịch có bể bơi, hỗ trợ các lớp dạy bơi an toàn cho trẻ em. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông, thông tin nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước trẻ em, các biện pháp kỹ năng sơ cứu, cấp cứu. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo hướng dẫn tổ chức đoàn các cấp tiếp nhận, quản lý, tổ chức hoạt động hè, trong đó chú trọng rèn luyện kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho thiếu niên nhi đồng. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc phối hợp quản lý chặt chẽ trẻ em trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, thời gian bão lũ thiên tai để bảo đảm an toàn cho trẻ em, nhất là đuối nước. Rà soát, lập bản đồ cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây đuối nước và triển khai các biện pháp phòng ngừa, khắc phục. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức dạy bơi trong các cơ sở giáo dục, tăng cường truyền thông về trách nhiệm, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, cho cha mẹ trẻ em và cộng đồng dân cư. Chủ động bố trí ngân sách hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành để thực hiện công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Vận động xã hội hỗ trợ kinh phí xây dựng, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết chế thể dục thể thao, phát triển hệ thống bể bơi thông minh và các nguồn nước mở an toàn để tổ chức các lớp dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phổ cập bơi cho trẻ em. Kiểm tra, thanh tra, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp phòng chống đuối nước tại địa phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, kịp thời các biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn phòng chống đuối nước cho trẻ em.